Nội thất chung cư là bức tranh tinh tế của cuộc sống hiện đại. Đây chính là ngôn ngữ biểu hiện cá nhân, nơi mỗi đường cong, mỗi màu sắc kể lên câu chuyện riêng của gia chủ. Tại không gian sống đẳng cấp này, những ý tưởng sáng tạo được thể hiện và nơi cuộc sống trở nên đẳng cấp và thú vị. Quý vị hãy cùng AI Group tận hưởng không gian sống hiện đại và sáng tạo thông qua hai phương án thiết kế nội thất chung cư cao cấp tiêu biểu mà chúng tôi đã thực hiện qua video này nhé.